Ui, 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 tôi chào nhau. Ui, vào trong bếp nồi rồi. Đang nằm quận quanh trong cái này thì anh em hôm nay tới đây nó bắt sống nó nhé. Con này với mấy cân đấy nhỉ, 4-5 cân đấy đúng không? Chẳng lắm. Ui. Ui, có tiếng kêu đây mà đi. Ui, đâu, chỗ nào đây? Đâu anh? Ui, trong kia anh ơi. Đâu? Có gì? Rắn đâu anh ơi? Đây. Ui, rắn đâu? Ui, trời ơi, anh em ơi. Anh em ơi, đây. Ui. Giờ hết cái này đã. Kéo gì sao vậy? Lúc của đống em ơi. Trong kia kìa. Đống luôn anh em ơi. Chắc đây luôn cái non này rồi sao ấy? Ui, cái thế này này. Kinh chưa? Rồi, bình tĩnh. Cắn đây nha. Phóng ra đấy. Cẩn thận nha, nó phi đấy nhá. Ui giời, nó quặn đấy rồi. Ui này. Ui kinh chưa. Đưa cái gậy đây nào. Đưa gậy xem nào. Ui. Ui rồi hết cái rác ra. Ngoài rác nào, ngoài rác nào đã. Kinh chưa. Ui đây cái đầu. Đây là cái đầu này đấy. Đây lấy gậy khèo đây được mà. Ui. Cái kinh khủng chưa. Trứng này bên ngoài đây. Rồi. Ngạc rồi nhá. Cứ làm gì đây mà ông gặp ngay cái đám ổ rắn đầy vậy. Cái mình phì phì nhỉ. Ủa nó cũng cao cũng cú rồi kìa. Ý kêu à. Nú. Nú móc kìa. Nú móc ra rồi. Nú kì kìa. Đây. Cẩn thận đấy, cẩn thận đấy. Kìm kê. Ra được. Ôi nó to đau đây. Ôi nó lên kìa. Ui đây. Ui. To thế. Ui giời ơi. Đây rồi. To nhỉ. Con này đang ám sát. Kinh nghiệm người này, thấy không? Đây, 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 chui đấy rồi. Cổ của nó ở đâu đấy mà. Nó đẻ trứng xuống đấy ra. Ui, trên heo chứ. Ui, anh kia heo cái này. Ui, sợ thế nhỉ. Ui, nó bờ hào nó phải nhỉ. Nó ở trong cái bạp bèo ra này. Bèo, chủ trong cái này. Có đôi hả anh mấy con đây? Đây này, giờ cứ kéo ra này. Giờ kéo làm đống kìa. Cẩn thận đấy. Không kiếm được cái dạy à? Không. Đây rồi, ta hết rồi, ta hết rồi. Ui giời ơi, sợ chưa kìa. Đây, cái đầu nó lên này. Ui giời, nêu kìa. Ba con liền to thế nhỉ. Ui giời, kéo lên đâu con rắn đấy. Ui là kinh chưa này. Ôi, cái con rắn nó bò đi kìa kiến. Thôi, bắt từng con một, bắt từng con một. Bắt con một thôi. Này, chiến chiến này đưa tôi đây nhỉ. À mọi người này, thì anh em đến đây là bắt được ba con rắn này mọi người nhé. Quá kinh khủng luôn. Chết độc nó ra. Còn đấy đập sắp như thế đập chung quá. Đấy cơ. Nhạc chung đấy. Cái hang cái ổ nó đây đấy. Ui là, nhìn nhầm. Ui con này nó dài thế. Ui cái đầu này kìa. Ui chứ chiến đập nồi mắt cái này ra phải sao. Ui con này đập nồi mắt nó rồi. Lại cho anh này. Ui. Kinh khủng. Cái đầu phát nồi mắt con này lên này. Kinh khủng mọi người. Đây là con này này. Tôi sát vào, sát trong bếp nồi mọi người xem. Người, nó đây rồi. Ừ, ngon chưa? Để không quay thì biết chết em ơi. Đấy, hai cái đầu ấy. Hai con ở trong này cơ, đây chúc bà. Ừ. Kỳ nhất. Bắt con một cái ơi, bắt hai con nguy hiểm lắm. Ui, 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 cái đầu ra đấy. Đẩy nó ra đây. Con đứng im ra đây. Cái gì ấy? Cái gì ấy? Đấy, đưa vậy. Ô, 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 đây. Ra cái con liền, khổ. Kinh chưa? Rồi. Con nào lồi mắt đây nhỉ? Con đấy, con lồi mắt sao đấy? Kinh đập con lồi mắt rồi. Đâu chủ yếu thấy vậy ông đập phát lên. Đây này. Em vừa đập rồi mắt. Đây rồi. Làm người này. To nhỉ. To ra thế nhỉ.
Cô già chưa? Kinh đập tắt lùi, Lùi mắt rồi. Lùi to luôn đấy. Người đâu? Hôm nay anh em mình đã nhận được cuộc gọi, thì anh em tới đây bắt được 3 con rắn ở trong bếp nhỏ nhé. Con này cái mắt nó hơi bị nồi nồi tí này. Nó to phạch luôn. Nó to phạch luôn. Đưa nữa nha. Nó cắt loài mắt rồi. Kinh. Cái đầu nó ngay tay em ấy. Đấy cái đầu ấy. Ui nó cạy cạy cho chuyền nó đi. Chuyền nó đi. Chuyền nó đi. Đấy, được rồi. Kinh chưa? Con này cũng to luôn mọi người. Con này to rải chưa? Ba con to chưa này. Sợ thật đấy. Nhìn ở cái căng cái khu bè muối ngày ra mọi người nhá. Thì người dân ở đây người ta gọi anh em tới là anh em đã bắt được 3 con rồi. Con này to chưa? Ui ôi ơi, nó phi tới đây, không vào đây có được đâu. Ui, nó vào tay nhá. Ui, kinh quá. Ui, trời ơi. Thôi rồi, chọc đi. Mặc con ra đi. Ui, thảo của bắn nó to thế. Ui, ui. Con này có đầu đàn thôi. Con này có đầu đàn không ạ? Đúng rồi, có đầu đàn luôn. Đưa vào trong đi. Ui, nó phê, nó phê. Đâu, đi kiếm ăn về đấy. Ê, ê. Ê, ôi, đúng rồi. Ui. Kinh nhé. Kinh lắm mọi người. Quá sợ, ai ui, ui, thấy chưa? Thấy chưa? Ừ. Khổng lồ chưa? Quá khổng lồ luôn mọi người nhé. Ui, phù đọc. Ui, hại thế. Ui, thế đó. Đính độc của nó là cái chết luôn đấy. Ui ghê nhỉ, nhìn chưa? Con này khó bắt hết đấy. To, to. Bây giờ phải làm sao giờ nhỉ? Đấy, đấy được. Chói ra thôi. Chói ra cứ. Kiếp con này ông Thiên ông ngồi ngay chỗ đấy. Mấy đứa cắn mồm. Ui giời. Chui của cắn. Ui à. Ui à. Ui dữ lắm. Ui. Đấy, đấy, nè, chưa nào đấy. Ủa, tùy, chưa nào đấy. Tùy, tùy chưa. Buồn. Nó yếu gì đây. Thôi mệt mệt đi. Được rồi, khua nó đi, khua nó đi, khua nó đi. Thì bách cho nó ra nhá. Khua bên trên đấy. Thả nhá, chân này nhé. Con này nó nhanh lắm. Nhưng lấy cái này nó ra, nó chạy được. Cái này phải to gấp 3 lần mấy con kia nhỉ? Ừ. Có gậy, nhớ gậy lên. Rồi. Ui giời ơi. Rắn to chưa này mọi người này. Thấy chưa? Nó đang nằm quận quanh trong cái này thì anh em hôm nay tới đây nó bắt sống nó nhá. Con này phải đến mấy cân đấy nhỉ? 4-5 cân đấy đúng không? Sợ lắm. Ui, kinh chưa? Ui giời ơi, tội thế. Được rồi chưa? Cho ra nhá. Cho ra đi. Rồi, không ơi. Không ra đâu, có cái mồ hôi. Được rồi, chưa được, mày phải ấy đầu nó ngoảnh của tao. Không, đây đầu đây rồi, nó chặn đi rồi. Thì gọi chặn đấy chứ. Chặn đấy. Không ra tình đâu. Đấy, vậy rồi. Anh em quay đâu, máy quay đâu? Chỉnh lại cái máy quay cơ. Sợ lắm. Ui trời ơi, to thế. Ui rồi, này mọi người này, chăm. To hơn cả tay ông ấy. Ghê nhỉ. Được rồi. Túi đâu? Túi đâu anh em ơi? Lấy cái túi khác mới đựng vào. Cái con này to nhỉ. Đây mọi người nhá. Hôm nay nè, mọi người thấy con rắn này nó cũng to, có kinh khủng luôn ạ, có kinh khủng luôn. Chúng ngang con ổ chúa luôn đấy mọi người. Này cái ai này? Sợ nhỉ? Nó tấn công đấy.
của những cái loại này đâu. Ấy, ôi, ôi. Ôi, tao sao? Ôi, nhìn vào mắt. Nhìn rõ tao mắt thường mà nhìn thấy không ạ? Tao bỏ tao túi đi, bỏ đâu, túi đi. Bỏ túi đi. Kinh thế. Chắc là mọi người rồi chứ. Đúng rồi. Năm nữa thì sau một hồi anh em thu phục đấy, tất cả là 4 con rắn ở đây mọi người nhá. Thì bắt được một con rất là to luôn ạ. Thì mọi người xem video của anh em mình nhé. Cảm thấy hay, ý nghĩa thì mọi người nhớ like, chia sẻ, đăng ký kênh để ủng hộ anh em mình tiếp theo nữa mọi người nhá. Tất cả mọi người nhá. Mọi người nhá.